Bé Bự thân chào các bạn. Hôm nay bé Bự trở vào bếp để chia sẻ với các bạn một món chả nữa nha. Đó là món chả quế. Các bạn thấy miếng chả quế của bé Bự có hấp dẫn không? Đây là cái màu tự nhiên nha các bạn. Bé Bự không có dùng màu quá chất đâu. Cả hai mặt luôn. Và đó, các bạn thấy miếng chả của bé Bự có ngon không? Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Để làm món chả quế thì mình sẽ cũng sẽ có là thịt xay. Thịt này bé Bự mua là thịt nạc dăm, rồi mình xay nó cũng vừa có chút xíu mỡ nữa nghe các bạn. Rồi mình để trong frozen nó cho nó dán đá vậy nè. Và rồi cái này là một phao thịt nha các bạn. Bé Bự sẽ bỏ vô trong cối này nha. Rồi các bạn, rồi bé Bự sẽ nói tới cái phần gia vị nha. Bé Bự sẽ cho đó là một muỗng cà phê đường. Dạ, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột hành, còn cái này là nửa muỗng cà phê bột tỏi. Dạ. Kế đến đó là bé Bự sẽ cho là một canh dầu. Đó, một canh dầu, một canh nước mắm. Dạ. Rồi ba cái muỗng này nước lạnh nha, cái nước đá mà nước đá coi như là mình lấy nước đá bào đó các bạn. 2 3. Dạ. Rồi mình sẽ cho vô đây là một chút tiêu. Và cái gia vị mà không có thể thiếu nữa được á, đó là cinnamon powder. Đây bột quế đó các bạn. Và bé Bự sẽ cho nó là nửa muỗng cà phê. Chả này rất là ngon nha các bạn. Trong mấy cái loại chả là bé Bự thích chả quế này nhất. Nha. Yeah. Rồi. Rồi mình sẽ cho vô đây á, là một muỗng cà phê baking powder. Yeah. Baking powder. Đó. Một muỗng cà phê mình múc hơi, đừng có gạt nha các bạn, múc hơi dung chút xíu. Nó dính nhiều thì nó dính thôi nha các bạn. Rồi ở đây á, là mình sẽ cho vô đây á, là một muỗng canh bột. Bột khoai tinh khiết. Dạ, nó có hơi dung chút nha các bạn. Dạ. Rồi, như vậy là xong rồi. Vấn đề mà làm chả đó các bạn biết không? Mình, cái quan trọng á, rất là dễ, nhưng mà cái quan trọng là cái thịt mình phải lạnh. Rồi mình sẽ xay. Trong thời gian này bé Bự sẽ đi mở cái lò 350 nha các bạn. Mở lò cho nó nóng cái lò lên. Dạ. Mình sẽ check coi cái giò sống của mình đã tới đâu rồi nha các bạn. Cái này là gọi là giò sống rồi đó nha các bạn. Dạ. Yeah. Các bạn thấy cái chả mình coi cái giò sống mình bây giờ nó ngon ghê không? Dạ. Yeah, như vậy thì cũng được rồi, nhưng mà bé Bự thì muốn cho nó mịn thêm một chút nữa.
thì chả giò sống rất là ngon. Nếu mình thích á, mà nó còn hơi vụng vặt chút xíu thì mình nãy còn mình muốn xay mịn hơn nữa thì mình cứ xay thêm một chút xíu nữa. Bác xua là các bạn thấy không, cái này nó vẫn còn lạnh nha. Dạ. Rồi như vậy là bé Bự nghĩ là nó xong rồi. Rồi bây giờ đó thì mình sẽ lấy chả ra thôi. Thì trước khi mình lấy chả ra đó thì mình bé Bự cũng lấy thẳng qua bên cái khuôn này rồi mình đem nướng luôn. Bé Bự thoa một chút xíu dầu ở cái khuôn, ở cái giấy thấm này đã. Không cũng cũng được, nhưng mà bé Bự thấy là để cho cái mặt chả mình nó láng đó các bạn. Rồi cái này là dầu màu điều á, bé Bự thắng rồi, bé Bự lấy để mà bé Bự phết lên trên cái mặt cho cái chả mình nó đẹp, ăn ngon mà phải đẹp nữa nha các bạn. Thường thì các bạn biết không, có người thì ém nó thành một cái khối rồi xong rồi ém nó lên cái mâm vậy đó rồi rồi đem đi nướng. Sao cũng được hết trơn á, mình làm cái chả mà nó đạt là được rồi. Còn cái vấn đề mà hình thức vuông tròn hay là sao thì cái đó là tùy mình thôi nha các bạn. Bé Bự chia sẻ với các bạn mà vấn đề mà chả này là bé Bự không có cắt phim nha. Mình xay lúc nào và mình ngừng lúc nào thì nguyên vẹn nó là như vậy để cho các bạn dễ làm, dễ thực hành. Dễ lắm nha các bạn, các bạn cứ làm đúng theo công thức của bé Bự đi thì sẽ cho ra một miếng chả quế rất là ngon. Khuôn đó thì bé Bự thấy cái khuôn đó hơi lớn như cái miếng chả, để bé Bự đổi qua cái khuôn này nha. Đổi thì mình cứ rinh ra thôi chứ không có sao hết. Các bạn thấy giò sống nó dai ghê. Mình cũng có thể để ra ngoài bàn này rồi mình ém nó thành một cái hình vuông nha các bạn, rồi mình bỏ vô trong cái khuôn đó. Bỏ khuôn này thì nó vừa hơn, khuôn này thì hơi lớn đó. Mình có cái căn bản mà mình làm chả lụa rồi đó các bạn, làm được nhiều cái thứ chả lắm. Cái Bự thì thấy nửa muỗng cà phê bột quế là được rồi. Nếu các bạn muốn nhiều thêm thì các bạn bỏ thêm thôi ha. Mình cứ ém nó ra thôi. Đó, các bạn thấy ngon không? Rồi thì bây giờ mình sẽ, bé Bự chỉ xài cái màu này thôi nha, chứ không có xài màu hột điều này thôi, không có bỏ màu gì thêm hết. Đó, mình làm vừa xong thì cái lò nó cũng vừa cái độ nóng rồi. Nó vừa kêu là đủ giờ để mà nó preheat cái lò rồi.
Thì bây giờ mình sẽ bỏ lò, bỏ chả vô mình nướng. Bé Bự mở lò 350, nhưng mà bé Bự bớt xuống là 330. Rồi bé Bự để một cái chai này, nước này vô nha. Cái này để ở dưới hết, tầng dưới hết. Rồi cái tầng kế đó là để cái chả. Sau 30 phút trôi qua thì bé Bự sẽ lấy cái chả ra. Các bạn thấy màu của chả rất là đẹp không? Nhưng mà bé Bự cũng chưa có vừa ý, mình sẽ phết thêm một lần nữa. Đây. Mình sẽ cho một cái phiên cái bột xay mình vô đây nữa nha, bột quế vô đó. Rồi xong mình sẽ pha, mình sẽ quậy nó đi. Mình sẽ quậy để mà mình phết lên. Mình phết lên. Đó, mình phết lên. Rồi mình bỏ vô một chút xíu nữa. Đó. Nếu như mình muốn mà hai mặt nó đều như vậy hết, mình sẽ rinh cái miếng chả ra và mình sẽ trở lại qua bên này. Đó. Mình sẽ trở lại bên này để mà hai mặt mình đều có cái màu nó đẹp hết đó các bạn. Các bạn thấy chả ngon không? Rất là ngon. Lúc này là chả đang nóng nha các bạn. Đó. Rồi mình bỏ cái này trở lại đây ha. Rồi mình sẽ đưa cái miếng chả này. Mình sẽ đưa cái miếng chả này trở lại bên này. Để mình phết cái bên đây nha các bạn. Đó. Mình phết để cho hai cái mặt chả nó đều đẹp hết. Đó. Giờ mình phết nè. Đó. Cái này cái màu hột điều thôi nha các bạn. Bé Bự không có bỏ một cái màu gì nữa hết trơn. Hột điều rồi mình cho dầu nó hơi nóng nóng đó. Rồi mình bỏ hột điều vô, rồi mình tắt lửa, rồi mình để một hồi là nó sẽ ra cái màu như vậy. Các bạn thấy chả của bé Bự đẹp không? Quá là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô trở lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt lò nha các bạn. Rồi mình để ở trong đó là 5 phút rồi mình mới lấy ra. Đây là miếng chả sau khi nướng 330 độ 10 phút, rồi thêm 20 phút nữa ở nhiệt độ là 300. Rồi bé Bự lấy ra, rồi quết trở mặt, rồi quết thêm hai mặt với cái nước dầu điều màu đó. Rồi xong bỏ lại 10 phút. Rồi đúng 10 phút bé Bự tắt lửa để ở trong cái lò thêm 5 phút nữa. Rồi bây giờ 5 phút đã trôi qua, giờ bé Bự lấy ra nè. Các bạn thấy sao? Các bạn thấy thấy cái miếng chả có ngon không? Đó. Bề trên bề dưới gì nó cũng giống y, mà các bạn thấy nó nhún nhảy không? Rất là ngon nha các bạn. Đó, thấy không? Rất là ngon. Bây giờ á để bé Bự cắt ra cho các bạn coi nha. Coi coi cái thành phẩm mình nó ở trong nó ra làm sao nha. Ở ngoài hai mặt luôn, mình thoa một mặt xong mình trở qua rồi mình thoa một mặt nữa. Đó, các bạn thấy không? Hai mặt luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt ra nè. Đó. Các bạn thấy cái miếng chả nó dẻ mà nó ngon không? Nó bé Bự cũng có thể bẻ cong nó lại được nữa nè, thấy không? Đó. Nó dẻo mà nó dai vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn coi nha. Đó.
các bạn thấy sao, thấy cái miếng chả có ngon không đó, bẻ cong lại mà nó cũng không có sao hết. Các bạn thấy chả quế của bé Bự có ngon không? Cái màu rất là đẹp ha, hai mặt đều như nhau hết luôn. Đó, các bạn thấy ngon không? Nhưng mà cái này á, bé Bự không có, khi mà mình ém nó vô cái khuôn đó, mình phải ém cho nó mạnh, ém cho thật chặt. Cái này bé Bự hơi lỏng tay một chút xíu, nhưng mà không sao các bạn, chả rất là giòn mà dài dai mà ngon lắm. Nó hơi bị rỗ một chút xíu thôi, nhưng mà không sao. Rồi, bé Bự chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào nha.